Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2023, tại trường Trung học phổ thông Tân Lạc, đoàn thanh niên Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh nhà trường. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trường Trung học phổ thông Tân Lạc được cán bộ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thông báo về tình hình nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, các vụ tai nạn đuối nước trong thời gian gần đây và hướng dẫn một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình và trường học, cách xử lý sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy, đồng thời hướng dẫn các em học sinh dùng bình chữa cháy xách tay bằng khí và bằng bột để dập tắt các đám cháy. Qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật, kiến thức cũng như kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường học, gia đình và có kiến thức chủ động, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra.